này thiện hiện đại bồ tát ấy xa lìa bát nhã ba la mật đa vì không có phương tiện thiện xảo nên dù ở nơi đồng hoang rộng trăm do tuần nơi ấy tuyệt nhiên không có các ác cầm thú rắn rết đạo tặc chỉ có thần quỷ la sát tà vân vân dạo chơi và dừng nghỉ trong đó họ ở trốn thanh vắng như thế tuy trải qua một năm hoặc trải qua mười năm hoặc trải qua trăm năm hoặc trải qua ngàn năm, hoặc trải qua trăm ngàn năm, hoặc trải qua ức năm, hoặc trải qua trăm ức năm, hoặc trải qua ngàn ức năm, hoặc trải qua trăm ngàn ức năm, hoặc vượt hơn số này tu hạnh viễn ly, nhưng chẳng hiểu rõ hạnh chân viễn ly của các đại bồ tát. Đó là các chúng đại bồ tát tuy ở chỗ ồn ào mà tâm vẫn tĩnh lặng, xa lìa các loại phiền não ác nghiệp hướng đến quả vị giác ngộ cao tột, xa lìa tác ý thanh văn độc giác. Đại Bồ Tát này tuy ở nơi đồng hoang trải qua thời gian lâu dài, nhưng còn xen lẫn tác ý thanh văn độc giác, đắm trước pháp của địa vị thanh văn độc giác, nương vào pháp ấy mà tu hạnh viễn đi, lại đối với hạnh này sanh mê đắm sâu xa này thiện hiện bồ tát ấy tuy tu hành hạnh viễn ly như thế nhưng chẳng thuận theo tâm của chư như lai này thiện hiện hạnh chân viễn ly của các đại bồ tát mà ta xưng tán đại bồ tát ấy hoàn toàn chẳng thành tựu vì ấy đối với hạnh viễn ly chân thắng cũng chẳng thấy có hành tướng tương tự vì sao vì vị ấy đối với hạnh chân viễn ly như thế chẳng sanh ưa thích, chỉ tu hành hạnh viễn ly không của Thanh Văn độc giác. Này thiện hiện đại Bồ Tát ấy khi tu hạnh viễn ly chẳng chân thắng, mà đi đến chỗ trống, hoan hỉ khen ngợi bảo hay thay hay thay ngài có khả năng tu hành hạnh chân viễn ly hạnh viễn ly này tất cả như lai ứng tránh đẳng giác cùng xưng tán đối với hạnh này ngài tinh cần tu tập thì mau chứng quả vị giác ngộ cao tột